Thưa quý vị và các bạn, sáng 24 tháng 9, dù lễ viếng anh hùng lực lượng vũ trang Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy chính thức diễn ra tại quê nhà ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Sự ra đi đột ngột của anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy đã để lại những tiếc thương vô hạn nơi đây. Trong chiến tranh, đạn bom khói lửa đã hun đúc tôi rèn người nông dân trở thành lính phi công anh hùng. Sang thời bình, người anh hùng trở về quê hương, sống một đời nông dân bình dị giữa hàng xóm láng giềng như bao người khác. Mấy gốc sen này ở sau vườn nhà ông Võ Văn Bảy, thường gọi là ông Bảy Bút, một người bạn vong niên của ông Bảy phi công. Kể từ khi ông về sống tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cây lá vẫn xanh, hoa sen vẫn nở, mà người trồng cây nay đã không còn. Ông hồi trước là ông đi đâu rồi xin của bè bạn gì đó, rồi cái về chỉ có một gốc sen nhỏ thôi. Cái ông đem xuống dưới đó, ông lội nước ngang gần khổ đó. Mà ông trồng tới sau chừng 4-5 ngày sau thấy nó liều phiều, nói ủa cái mưa sao bữa nay lại có cái bụi bông súng cả. Nhưng mà thực tế không phải, hỏi lại thì ông nói ta trồng 3 cái sen. Chiếc xuồng này là của ông Bảy phi công mới mua, nhờ ông Bảy Bút đóng khạp, chưa hoàn thành thì người đã ra đi. Ông đi Mỹ về cho chú 20 đô. Nói nào nào mình biết tiền đô chưa, nó thường móc cho 20 đô. Bây giờ còn cái đó là chắc đấy để làm kỷ niệm. Còn đây là ông Võ Thành Dương ở khóm 4, thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, một hàng xóm lâu năm với nhà ông Bảy. Bình trà buổi sáng mà ông vẫn châm nay đã vắng người đối ẩm. Thì thường lại anh Bảy ông, nếu sáng ông có nhà thì sáng lại uống trà. Ảnh thì ảnh quá tốt, đối với xóm ghiền anh em cũng quá tốt, mà giờ ông đi là ai cũng buồn, nói chung là buồn dữ lắm buồn. Khi chiến tranh lùi xa, người anh hùng rời màu áo lính, khoác lên mình màu áo nông dân bình dị giữa xóm giềng. Trong tâm trí của những người dân nơi đây, khái niệm ông Bảy anh hùng phi công dường như xa lạ. Với xóm giềng, ông Nguyễn Văn Bảy chỉ là ông Bảy hay cười, chân chất, hòa nhã với xóm giềng. Tối ngày mặc cái bộ đồ lao động là xuyên suốt luôn, ông bình dân như lắm, ông không có phân biệt mà kẻ nhỏ người lớn gì chứ, bình dị. Ai tới thăm là ông hỏi nhậu không mày, nhậu vô nhậu, mặc dù nhỏ cũng vậy, cũng nhậu luôn. Ông bình dân lắm, ông chơi gì ông có phân biệt gì chứ, nhỏ lớn gì ông cũng bình thường, chơi cũng bình thường. Căn nhà của người lính phi công anh hùng năm xưa nơi quê nhà, những vật dụng lao động hàng ngày vẫn còn để đó. Mầm đậu còn đang phơi rang rở, một góc sân vườn nay đầy lá rụng. Nơi vui thú điền viên của người hùng năm xưa nay đã then cài cửa đóng, vì người anh hùng đã ra đi.